Xin chào các bạn. Đây là cái sản phẩm bếp ga mini đến từ thương hiệu Namilux. Có cái model là BL1911PF. Cái sản phẩm bếp ga này thì là một cái sản phẩm trong cái dòng sản phẩm bếp Eco, là cái dòng sản phẩm tiết kiệm ga và được sử dụng cái cụm chế, cụm van an toàn mới của, đây là một trong những cái bộ phận sản xuất mới của sản phẩm Namilux. Đây là cái bao bì bên ngoài của sản phẩm các bạn. Hiện tại như mình thấy thì hầu hết tất cả các sản phẩm Namilux sản xuất gần đây thì đều là các sản phẩm Eco, là sản phẩm tiết kiệm ga. Khi các bạn mở vỏ hộp ra thì các bạn sẽ thấy một cái giấy hướng dẫn sử dụng được in bởi nhà sản xuất. Và đây chính là cái bếp ga ngày hôm nay mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Sản phẩm bếp ga mini có cái model là BL1911PF thì sẽ có cái hình thức bên ngoài là một cái màu đỏ, đỏ trầm. Tất cả các phần này thì sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu kim loại các bạn, và có sơn một cái lớp sơn bóng nên các bạn rất dễ dàng lau chùi trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đây là cái phần kiềng ga này, kiềng của bếp. Phần này thì sẽ là phần làm bằng gang các bạn. Phần vòng phía trong dùng để chắn gió này thì sẽ là cái chất liệu inox. Và cái phần kiềng xung quanh này thì các bạn sẽ thấy là nó là chất liệu của kim loại được phủ một cái lớp men. Các bạn sẽ rất là dễ dàng lau chùi trong quá trình chúng ta sử dụng. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là phía bên tay phải, chỗ lắp bình ga, trên nắp bình thì sẽ có một số cái đặc điểm được in ở trên cái đặc điểm của bếp, được in ở phía trên cái nắp này. Sử dụng cái cụm ga mới này. Sản phẩm thì được bảo hiểm 2 tỷ đồng. Và các bạn có thể quét cái mã QR này để chúng ta có thể tìm được các điểm bán ga Namilux chính hãng. Khi các bạn mở cái phần lắp bình ga ra thì các bạn sẽ thấy phần phía bên này sẽ có cái tem bảo hành của hãng Namilux. Trên tem này thì sẽ có ghi cái ngày xuất xưởng của sản phẩm. Và đây thì là cái phần mà các bạn sẽ lắp cái bình ga. Đây là một trong những cái điểm khá là hay của cái sản phẩm này, chính là cái phần cụm van này các bạn. Phần cụm van này sẽ khác so với cái phần cụm van thông thường, là nó sẽ có một cái nút, các bạn sẽ để ý có cái nút đỏ đỏ này. Đây chính là cái nút để các bạn trong quá trình mà các bạn sử dụng mà cái bình ga của trong chúng ta sẽ bị xì ga này, hở ga này, thì cái cụm van này nó sẽ mở ra cái chế độ là ngắt cái ga, không cho cái bếp của chúng ta cháy nữa, cũng như là không cho cái ga được xả qua cái van này nữa, sẽ đảm bảo cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Và khi các bạn lắp bình ga mới vào mà muốn hoạt động lại cái phần van ga này thì các bạn bấm cái nút này là nút reset, có nghĩa là cái nút để cho phép các bạn xả cái ga qua cái van này vào cái phần bếp này. Các bạn cứ tưởng tượng là nó giống như cái phần bếp ga, đôi bếp ga to mà chúng ta hay sử dụng cái bình ga to ở nhà ấy, là trên cái van nó sẽ có một cái nút để xả ga, thì cái đây, cái phần này nó chính là cái nút đấy. Và đây chính là cái phần ga chúng ta sẽ xả qua đây. Đây là cái bát của cái bếp các bạn. Phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần nhỏ nhỏ này, này chính là cái nến để đánh lửa.
Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái thanh gạt. Thanh gạt này chính là phần để các bạn có thể đóng hoặc là khóa cái phần mở ga ra. Và núm này thì sẽ là cái núm mà các bạn có thể điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa. Bên dưới sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy có 4 cái núm nhựa này. Đây chính là cái phần chân của sản phẩm. Các bạn để trên bất cứ mặt phẳng nào thì nó sẽ cách cái mặt phẳng tầm 2 cm, sẽ tạo ra cái chỗ thoáng gió để cho sản phẩm có thể lên được lửa. Và bây giờ thì mình sẽ lắp bình ga vào để thử cái sản phẩm này cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy đây, ở đây thì mình đã có một cái bình ga mini, cũng đến từ thương hiệu Namilux luôn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái phần cụ van sẽ có một cái phần như thế này. Thì ở trên cái bình ga nó sẽ có một cái phần khuyết. Các bạn sẽ lắp hai cái phần này ghép vào với nhau. Đó, như vậy. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp vào và mở cái phần ga lên. Các bạn sẽ gạt cái cần này xuống này. Như vậy là cái ga nó đã được xả ra. Các bạn có thể điều chỉnh tốc độ lửa to nhỏ qua cái núm điều chỉnh này. Lửa khá là xanh các bạn. Và khi các bạn không nấu nữa thì các bạn sẽ cho cái phần núm này về cái ọp. Và các bạn gạt cái cần này lên cho mình. Các bạn thay bình ga thì các bạn chỉ việc gạt cần lên như vậy. Và sau đó chúng ta nhấc cái bình ga ra và thay cái bình ga mới vào là được. Và trên đây là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm bếp ga mini đến từ thương hiệu Namilux, có cái model sản phẩm là PR1911PF. Để mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình theo cái số hotline mình sẽ để trên màn hình. Đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.